Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xét xử vắng mặt bà cựu chủ tịch AIC là cơ sở để dẫn độ tội phạm. Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng hướng khắc phục ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh vật vã làm giấy đăng ký xe vì nghẽn mạng. Tạm giam 4 tháng cựu cán bộ công an bắt cóc bé trai ở Hà Nội. Chính quyền phe đảo chính Niger được tiếp thêm sức mạnh. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại buổi thông báo kết quả phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Ban Chỉ đạo do Ban Nội chính Trung ương tổ chức chiều qua ngày 16 tháng 8, trả lời câu hỏi liên quan việc cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn truy nã và đang ở Đức, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định quyết tâm của Ban Chỉ đạo và các cơ quan bảo vệ pháp luật rất cao, rất quyết liệt. Nhấn mạnh những bước tiến mới, Ban Chỉ đạo đã tổng kết, Phó Ban Nội chính Trung ương đề cập việc xử lý cả những đối tượng bỏ trốn. Ông Yên khẳng định tất cả những trường hợp có hành vi phạm tội, chứng cứ rõ, dù trốn vẫn đủ điều kiện để kết tội, xử lý nghiêm minh. Theo ông, đây là tiền đề để phục vụ cho việc truy bắt đối tượng phạm tội bỏ trốn. Cũng nói về vấn đề này trước đó, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, việc điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt những đối tượng bỏ trốn là cơ sở dẫn độ tội phạm. Từ vụ việc này, có thể nghiên cứu ban hành án lệ áp dụng trên cả nước về xét xử đối tượng bỏ trốn. Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng nguyên nhân ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Bộ Giao thông Vận tải thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân gây ngập cao tốc có lỗi của tư vấn bởi việc tính toán cao độ thiết kế theo tần suất 1% tại vị trí cống mà chưa xét đến mực nước dành, chưa lường hết việc thu hẹp dòng chảy phía hạ lưu cống dẫn đến dành ứ nước cục bộ. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tư vấn chịu toàn bộ chi phí cho việc khắc phục sự cố trên. Từ các phân tích trên, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra giải pháp trước mắt là yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với địa phương, tổ chức thanh thải các chướng ngại vật lòng sông từ vị trí cống về phía hạ lưu cầu sông Phan. Mục đích là tăng khả năng thoát nước và hạ thấp cao độ mực nước trên sông Phan qua đoạn này, giảm ảnh hưởng nước dành lên khu vực công trình, hoàn thành trong tháng 8. Về giải pháp lâu dài, đại diện Bộ Giao thông Vận tải giao cho Ban Quản lý Dự án Thăng Long thuê tư vấn để khảo sát đánh giá, trong đó có tính đến việc nâng cao đoạn đường ngập. Tuy nhiên, việc này cần phải có thời gian. Hôm qua ngày 16 tháng 8 là ngày thứ hai áp dụng quy định biển số định danh theo thông tư 24 của Bộ Công an. Song việc giải quyết hồ sơ rất chậm do website đăng ký xe của Cục Cảnh sát Giao thông luôn trong tình trạng quá tải, nghẽn mạng. Thực tế ghi nhận, nhiều người ở Thành phố Hồ Chí Minh chờ cả ngày vẫn chưa làm được thủ tục đăng ký, thu hồi biển số. Nhiều người cho biết đi 3 ngày tại một trung tâm trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đổi giấy đăng ký xe vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, một số người đi đăng ký xe mới cũng trong tình trạng tương tự. Người dân chia sẻ do thay đổi mẫu mới trong đăng ký xe, cán bộ cảnh sát giao thông cũng làm chưa quen nên chậm và bị nghẽn mạng. Một nhân viên chuyên làm hồ sơ một hãng xe ở quận Tân Bình cho biết, thông tư 24 của Bộ Công an yêu cầu việc đăng ký xe rườm rà hơn trước. Trước đây, thủ tục đăng ký xe chỉ cần nhập số khung, số máy và thông tin xe là xong. Cán bộ cảnh sát giao thông làm rất lẹ, chỉ 3 phút là xong. Nay phải cập nhật hình ảnh xe, mỗi bộ hồ sơ phải mất 30 phút mới hoàn thành nếu đường truyền ổn định. Đêm qua ngày 16 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội xác nhận Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Thiếu tướng Tùng cho biết, Nguyễn Đức Trung từng là cán bộ đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Trung là nghi phạm trong vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo công an, tối 14 tháng 8, Nguyễn Đức Trung lái ô tô đi vào khu đô thị Việt Hưng. Khi thấy bé trai đạp xe một mình thì bắt cóc đưa lên ô tô rời đi. Sau đó, Trung gọi điện thoại đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam. Đến 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8, lực lượng chức năng bắt giữ Trung khi người này đang ở tỉnh Hà Nam, bé trai cũng được giải cứu an toàn. Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, ngay trong ngày 15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an Nhân dân
theo quy định của ngành đối với Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê quán ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng úy, là cán bộ đội tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an Hà Nội, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Quy định nêu rõ, Nguyễn Đức Trung đã có hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật hình sự, cấu thành tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ngày 15 tháng 8. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tối qua 16 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể một người đàn ông trong vụ bị xe đè tử vong để gia đình lo hậu sự. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy bất ngờ phát hiện một chiếc xe taxi bị lật bên hồ nước. Đến gần kiểm tra, người dân phát hiện bên trong không có người, đồng thời trình báo cho lực lượng chức năng. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường và cùng với người dân tiến hành nâng chiếc xe taxi lên để kiểm tra bên dưới, thì phát hiện một người đàn ông đã qua đời. Người tử vong sau đó được xác định là Hà Phương N, tên viết tắt, sinh năm 1975 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Khoảng 16:30 chiều qua ngày 16 tháng 8, một rừng thông tại xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ bùng cháy. Tại thời điểm này, người dân kịp thời phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy của kiểm lâm, hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng hai xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường để tham gia dập lửa. Đám cháy được khống chế ngay sau đó. Bước đầu xác định diện tích rừng bị cháy khoảng 100-200 m². Lúc này, lực lượng chữa cháy cũng phát hiện một nghi phạm đốt phá rừng nên tạm giữ và chuyển giao cho Công an thành phố Huế làm việc. Công an phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ việc lập hồ sơ vụ việc một nhà dân liên tục bị tạt sơn trên địa bàn. Anh NVT, tên viết tắt, 39 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành cho biết, rạng sáng 16 tháng 8, một nam thanh niên đi xe máy tới ném 3 bịch sơn vào căn nhà của anh ở khu dân cư Hiệp Thành City. Trước đó 4 hôm, căn nhà của anh T cũng bị tạt sơn, mắm tôm, phải tốn tiền chi phí dọn dẹp. Theo anh T, khoảng 1 năm trước, có người em vợ tên D, tên viết tắt, 29 tuổi, ở nhờ nhà anh. Người này được cho là có nợ nần ngoài xã hội. Dù không liên quan đến nợ nần, nhưng do sợ hãi nên vợ chồng anh T đã trả 150 triệu đồng cho một số người đòi nợ, với hy vọng không bị quấy rầy. Tuy nhiên, những người lạ mặt tiếp tục tới yêu cầu phải trả tiếp, nếu không sẽ bị phạt một ngày là 6,5 triệu đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa tuyên án 19 bị cáo trong vụ hỗn chiến có súng khiến một người tử vong. Trong đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Trường Giang, Giang Linh, 44 tuổi, về tội giết người, 6 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và 6 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, ngày 10 tháng 10 năm 2022, Giang Linh hẹn với một người tên T, tên viết tắt, giải quyết mâu thuẫn ở một quán cà phê ven đường D5, đoạn thuộc khóm 3, phường 5, thành phố Trà Vinh. Khi đến, Giang Linh và một số bị cáo đi cùng xông đến tấn công nhóm người của T bằng dao và súng. Hậu quả, T bị trúng đạn tử vong. Chiều qua 16 tháng 8, tại nhánh sông Danh, chảy qua phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, gia đình ông TXL, tên viết tắt, 50 tuổi, trưởng phòng nội vụ thị xã Ba Đồn, cùng hai gia đình trong xóm rủ nhau ra sông Danh tắm. Sau một lúc tắm, ông L phát hiện vợ cùng hai người con gái bị nước cuốn xa, nên ông L bơi ra cứu. Ông L sau đó lần lượt cứu vợ và một cô con gái đưa lên bờ. Khi đang bơi ra để cứu người con gái còn lại, ông L bị kiệt sức và bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã tri hô. Hai người đàn ông ở gần đó nghe thấy liền lao xuống sông, bơi ra kéo hai bố con ông L lên bờ, tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên chỉ cứu được người con gái, còn ông L đã tử vong. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Lực lượng ủng hộ chính quyền quân sự ở Niger đã phát động chiến dịch tuyển mộ tình nguyện viên trên toàn quốc nhằm trợ giúp quân đội chiến đấu chống lại cuộc can thiệp quân sự tiềm năng từ bên ngoài và nước này. Theo các nguồn tin khu vực, mặt trận chống đảo chính mới mang tên Mặt trận Giải phóng Dân tộc FPL do ông Mohamed Salah, cựu chủ tịch phong trào Liên minh các lực lượng quân chúng Niger tổ chức, vừa công bố thành lập ngày 16 tháng 8 trong một đoạn băng video được lan truyền trên các nền tảng kết nối xã hội. Mục tiêu đấu tranh của FPL là khôi phục trật tự hiến pháp và quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Trong khi đó, chiến dịch chiêu mộ tình nguyện viên
tham gia chiến đấu chống lại sự can thiệp từ bên ngoài và Niger, tiếp tục được các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự tích cực đẩy mạnh ở cả thủ đô Niamey và nhiều địa phương trên khắp Niger. Mục tiêu của chiến dịch là tuyển mộ hàng chục nghìn công dân Niger trên 18 tuổi, gia nhập các đơn vị vũ trang chiến đấu chống xâm lược hoặc tham gia hoạt động hỗ trợ hậu cần phục vụ các lực lượng tuyến đầu. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev vừa lên tiếng cáo buộc phương Tây không quan tâm giải pháp hòa bình ở Ukraine, chỉ muốn kiếm tiền từ xung đột. Ông Medvedev khẳng định, binh sĩ Nga đã rất thành công trong việc phá hủy những thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ông tuyên bố rằng, những thiệt hại trên chiến trường khiến phương Tây thường xuyên tuyên bố phải quay lại bàn đàm phán, tìm giải pháp hòa bình cho xung đột. Ông Medvedev nói thêm, đây chỉ là một phần câu chuyện. Phần còn lại là nền công nghiệp quốc phòng Mỹ và cả châu Âu đang kiếm lợi nhuận khổng lồ bằng cách cung cấp thiết bị của mình cho Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga tháng trước từng nói rằng xung đột ở Ukraine có thể kết thúc trong vài ngày nếu phương Tây dừng bơm vũ khí cho Kiev. Thống đốc Hawaii Josh Green cho biết trong cuộc họp báo tối 16 tháng 8 rằng ít nhất 110 người đã thiệt mạng trong đám cháy. Giới chức Hawaii và gia đình các nạn nhân cũng đã bắt đầu công bố danh tính những người đã chết trong thảm họa cháy rừng. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày thông báo sẽ cùng đệ nhất phu nhân Jill Biden đến thăm đảo Maui vào đầu tuần sau gặp gỡ lực lượng ứng phó thảm họa, các nạn nhân sống sót và quan chức địa phương. Nguyên nhân dẫn tới đám cháy chưa được xác định, nhưng công ty điện lực Hawaiian Electric đang phải đối mặt với những chỉ trích vì không cắt điện khi có cảnh báo gió lớn và vẫn duy trì nguồn điện ngay cả khi hàng chục cột điện bắt đầu đổ. Wikileaks, công ty thu thập và phân tích dữ liệu lưới điện trên đảo Maui cho biết đã phát hiện hàng loạt sự cố lớn trên lưới điện chỉ vài giờ trước khi ngọn lửa bùng phát vào sáng 8 tháng 8. John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói tại cuộc họp báo vào hôm 16 tháng 8 rằng Washington sẽ tiếp tục tìm cách đưa quân nhân vượt biên sang Triều Tiên trở về Mỹ an toàn. Ông Kirby cho biết Mỹ đã nói rõ với Triều Tiên thông qua nhiều kênh rằng Washington muốn đưa quân nhân Mỹ về nước, nhưng hiện tại Mỹ không có nhiều thông tin về việc quân nhân đó đang ở đâu hoặc tình trạng như thế nào. Travis King, binh nhì lục quân Mỹ, đào tẩu sang Triều Tiên vào hôm 17 tháng 7, trong lúc tham quan khu vực an ninh chung tại vùng biên giới được phòng ngự dày đặc giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn kết luận điều tra chính thức cho biết King muốn ẩn náu ở Triều Tiên hoặc nước khác vì bất mãn với sự ngược đãi và phân biệt chủng tộc trong lục quân Mỹ. KCNA cho hay King hiện chịu sự kiểm soát của binh sĩ quân đội Triều Tiên sau khi vượt biên và cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!